Trang thứ 8, câu kế là tôi nghe như vậy. Câu này dễ hiểu phải không? Đó, xong rồi. Ta đi lần đó sử dụng rồi. Để cái đó cái thứ ba thứ chín nó, sự đó. Sáng giờ chúng ta để thằng bố sửa bài giảng nó. Sáng giờ cái chưa xong rồi, để sửa bài giảng chỉ ở mà rồi. Sáng giờ xong cái chưa được chỉ ở mà rồi. Khi mà Đức Phật thuyết pháp lúc đó thì không có biết ra kinh. Chỉ ở mà đấy. Ta sáng giờ những người đệ về Jesus ta chỉ học cái số rồi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lúc đó người ta mới bắt đầu viết kinh. Sau khi nhận được Niết Bàn là trình nhiên chỗ sum chung. Khi mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì có ba người chủ yếu là viết kinh Phật. Sum rồi ta, đúng không? Trình nhiên chỗ sum rồi. Sum nào nè thì là cái chỗ thì đi rồi, cung cầu rồi. Anh đó. Đầu tiên đó, một trong ba người đó đó, người chủ yếu là ngài Anan. Sanje nyang le ma de pa do chi yo ma re sanje ma chong ko ng chi yo ma re sanje nyang le de ve je da ran te ne sanje ka ro song ma chong chi ya go zu ro ba khi mà Đức Phật chưa nhập Niết Bàn thì không có viết những lời Phật dạy, không có kinh, mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì mới bắt đầu viết kinh. Ta chỉ được rằng bà là cho cho tham gia chuyện gì cũng có rồi, Ananda rồi, Ananda chỉ có rồi, sum nan cho Ananda rồi. À, trong ba người mà viết kinh và Phật dạy thì chủ yếu là ngài Anan. Cái gì đó Anan đã sanh giới những cái thứ giúp mang suy chế rồi bà. Tại vì người Anan là người mà đi theo Đức Phật nhiều nhất nhiều trong suốt thời gian. Đúng không? Thứ giúp mang suy chế vậy. Ta thứ giúp mang suy chế vậy. Ta thì cái ta thứ ba thứ chín là Anan đã nghe nghe mà thỉnh thịch chú khó sống sinh thật là quý rồi. Ta thấy mà. Dạ, cho nên tôi nghe như vậy có nghĩa là ngài Anan đã nói rằng tôi đã từng nghe như vậy. Đúng không? Ananda cái nghe thiền trệ chú khó sống sẽ có yếu mà tôi sáng chế cái thiền trệ chú lập sống là có yếu mà tình yêu bệnh chế bà yếu. Ở đây nói rằng ngài Ananda nói như vậy, tôi đã từng nghe như vậy, chứ không phải nói rằng Đức Phật đã từng nói như vậy. Cái hai cái câu này khác nhau hoàn toàn. Nghe thiền trệ chú khó sống sẽ có giọng bà là nôn chú yung gửi rẻ, khó rằng khó là nôn vật sẽ gửi rẻ. Tôi đã từng nghe như vậy, có nghĩa là trong đó cũng đôi lúc cũng phải có những cái lỗi. Sáng giờ cái thiền trệ chỉ lắp xong, sư nôn chú sáng giờ cái thiền sẽ được chào cái gì đấy. Tôi đã từng nghe như vậy đó, có nghĩa là khi mà sư nói đó, đôi lúc cũng có những cái lỗi, là lỗi đó là lỗi của tôi. Mà khi mà nói mà Phật đã từng nói như vậy đó, mà lỡ mà có cái lỗi gì đó lỗi của Phật. Chứ sao cứ Ananda cái mà Ananda cái sáng chế cái thiền trệ lắp xong, sư nôn chú sáng giờ cái thiền sẽ được chào cái gì đấy. Cho nên ngài Ananda không có nói Phật đã từng nói như vậy, mà nói rằng tôi đã từng nghe như vậy. Hiểu không? Hiểu không? Thì sao ngàn dư nghe đến đây chỉ có sống lại mà rồi, chưa rằng cái đến đây lâu sống sẽ rồi ngàn dư nữa. Hiện tại trong thế giới này thì chúng ta đâu có nói tôi đã từng nghe như vậy đâu, nói bạn đã từng nói như vậy. Chính rằng là tiên giam bà là thằng ta đưa ra thức đưa ra đưa ra thức giam bà là thằng nghe Ananda cái đến đây chỉ có sống sẽ rồi sáng dư. Trong kinh ngài Ananda nói là tôi đã từng nghe như vậy. Khó đưa giam bà là chung đến đây giả biểu cặp cháu gửi phong bởi là gần lòng gửi đưa chèm bộ thằng sẽ chứ đưa thức chứ ta. Một thở nọ Đức Thế Tôn ngủ ở đỉnh núi Linh Thú thành Vương Xá cùng với đại tăng đoàn tỳ kheo và đại tăng đoàn Bồ Tát. Rồi à, trước đây là chung đền để sẽ chung đền để chứ giáo biểu khắp sẽ được sa chế được mình rồi, sa chế cũng chẳng hạn gì rồi, giáo biểu khắp sẽ được sa chế mình rồi, sa chế giáo biểu khắp sẽ để là chắc có phong biểu rít sự tâm là rít chế mình rồi, rít để là sẽ rồi. Một thở nọ Đức Thế Tôn ngủ ở đỉnh núi Linh Thú thành Vương Xá. Núi Linh Thú là một tên của một núi địa danh thành Vương Xá. Thành Vương Xá là một tên một địa danh và ở trong đó thì có núi tên là núi Linh Thú. Đây là ya Gelong cái Gendu Chambo đó, Chanju Senbei Gendu Chambo nó tháp chế độ Shuk Sulu Zamba là Gelong cái Gendu Chambo Gendu đó, Chanju Senbei Gendu Samanyam đó Shuk Yare, thế sao vậy? Và ở trên đỉnh núi Linh Thú thuộc về thành Vương Xá thì gồm có đại tăng đoàn Tỳ Kheo và đại tăng đoàn Bồ Tát cùng nhau mà hội tụ về đó. Ta tharang shoge ke jati ba gindun se de khande chi lagu yo ke sang tharang shoge nge chuk se chi lap sa yin ba gindun se na khande chi lagu yo re ting e lap sa yin ba ta chanju sem ba se de khande chi le chanju sem ba lagu yo re ta ke jan ye ba de ra ba ở sáng ngày giảng về chữ
Tăng bảo ngày đã giảng rồi, không tăng nghĩa là gì? Tăng là đại Bồ Tát. Đúng không? Chánh chú sinh ba sinh yết, sinh chế tham chế cái tuần đạo sam lục tăng niệm chỉ là chánh chú sinh ba á sa kêu rồi. Sinh chế tham chế cái tuần đạo sam lục tăng tuần yết. Đại Bồ Tát có nghĩa là tâm mình nó luôn luôn hướng về tất cả chúng sanh. Đúng không? Gần đây chúng bồ tát được gần đây sinh yết, số số cái chuyện nhầm lên, chuyện gì đó chế xong nó, thì gần đây yên ba, số số cái nhầm lên, chuyện gì đó chế yết, thì gần đây yên ba. Đại tăng ở trong đây có ghi cùng với đại tăng đoàn tỳ kheo, đại tăng có nghĩa là bản thân cá nhân của người đó tu hành. Chánh chú sư bá sẽ được xem như tham chế cái tuần đạo sám lục tăng đệ nhất chánh chú sư bá sẽ như vậy. Cho nên đại Bồ Tát là những vị mà tâm luôn luôn hướng về tất cả chúng sanh. Rồi ba, ở đây chứ. Ta chấm đen đề cái suy niệm đó rồi thì đó, kinh tu, kinh long cái kinh tu chiêm bộ, chánh chú sư bá kinh tu chiêm bộ nam đó tháp chú đó sửa được, niệm đó sửa được rồi, sẽ như vậy. Chấm đen đề thì đó. Và Đức Thế Tôn ngụ định muốn linh thú với ai? Và cùng có đại tăng đoàn tỳ kheo và đại tăng đoàn bồ tát. Rồi ba, ta sa cha thì giải huyết khắp lực sâu rồi ba, chúng ta thì giải huyết khắp lực rồi ba, giải huyết khắp lực chúng ta thì. Và địa điểm đó là ở đỉnh núi Linh Thú thành Vương Xá. Rồi ba, ta thì nên gọi là chúng ta thì sáu mươi năm sau khi bị chư nhân đại diện tinh thần là nhóm bậc sâu số, chúng ta thì cái sáu mươi năm sau sẽ cái chư nhân đại diện tinh thần là nhóm bậc sâu bậc, sẽ không chuyển sâu bậc, sẽ cái rồi. Lúc ấy Đức Thế Tôn nhập đại định và quán tất cả các pháp gọi là diệu thâm quang minh. Sám minh nào làm nên mà làm nên chỗ chỗ xung đến để đông bắc nhìn lại nhau bao sáng suốt rồi. Ta thấy sao vậy? Khi mà nói diệu thâm quang minh có nghĩa là tánh không. Đúng không? Ta xung đến để đông bắc nhìn lại nhau bao sáng rồi sẽ được chia ra rồi. Ta đông bắc nhìn sẽ thấy nam đây nam ta hiểu mong muốn là cái gì rồi ta. Ở trong đây Đức Thế Tôn nhập đại định. Các pháp gọi là diệu thâm quang minh có nghĩa là Đức Thế Tôn đang nhập vào tánh không. Và khi nói tới Phật pháp thì luôn luôn chúng ta thường nghe nói tới tánh không. Hiện nay tông môn nhân nó khẩn trương chưa lâu rồi, thay cái chức sinh của ta đi à? Bây giờ câu hỏi đặt ra tánh không là gì? Rồi ạ. Tông môn nhân khẩn trương lâu rồi, sư tử giảng bài là, chỉ tông tông môn nhân sẽ thực được khẩn lâu rồi, vậy nam kia là? Tánh không. À? Tánh không. Tánh không sư tử giảng bài là khẩn. Tông môn nhân. Tông môn nhân empty ra được khổ đủ rồi. Ta tông bá nhị sư tử giảng bá lê ya khang bá da ta bên nào cha la da trong thế đó tự do chuyện này yếu mà rẻ sẽ được là yếu mà ta mẹ bá rẻ sẽ yếu mà ta tông bá nhị rẻ sư tử giảng bá lê tánh không không có nghĩa là không có cái nhà, không có cái bàn, không có gì hết, không có nghĩa là như vậy. Xong mà tông bá nhị rẻ sư tử giảng bá xong mà yếu mà rẻ sẽ được xong nó toàn yếu mà ta tất cả đều không có, tất cả đều không có gì hết, cái đấy không có phải không hay không nên nghĩ như vậy. Đến đây để xem dùng cái gì mà chúng cái đông bắc nhân sư trong mà chúng mà yếu mà để xem để xem được chúng cái. Nhưng mà cái lối giải thích này á cũng có những trường phái người ta giải thích như vậy, người ta nói rằng tánh không nghĩa là tất cả đều không có gì hết. Nghe mà giả nào là khai phát chứ cái, nông đề khai phát chứ cái, dễ bước chỉ tạo chính chứ, đông bắc nhân quan để xem giả bớt rồi, giả nào. Nghe mà lột đông trang rồi, lột đông trang rồi là khai phát chứ cái, dễ bước chỉ tạo chính chứ, đông bắc nhân quan là để xem giả bớt rồi. Hồi xưa là xưa thì có một vị học giả Ấn Độ là đã giải thích về tánh không cho một ông vua. Tông bá nhị quan là trí sĩ giáp tu tam bảo là chế ra khai phát đề cái tông bá nhị quan là trí sĩ giáp tu kiến vô đề là lập ra sang ma yếu mà ra sang ma tông bá nhị ra sang ba yếu mà ra cha la yếu mà ra sang ma yếu mà ra sang ma tông bá nhị ra trí sĩ giáp đề. Thì cái vị học giả đó nói với ông vua rằng là tánh không có nghĩa là không có gì hết, không có khăng khăng vô mà đây khăng khăng vô mà đây tất cả đều không có rồi đây thì giờ vậy anh ấy giờ vậy thì cái ông chữ rồi giờ vậy chữ lập thì làm bao lâu vậy khó lấy vậy là khai phát được vậy giờ vậy thì cái mắc bệnh gì cái ta này khó mà sẽ cả trị chữa khó mà sẽ cả trị chữa làm vậy thì vị vua nói nói vậy phải không thì được rồi thì vị vua mới ra lệnh kêu đến bắt con đó nhưng mà lót tông ra người là giả lệ để tử hình lót tông ra người là giả lệ giờ vậy mình nhớ bắt ta này sẽ đưa trong bao lâu sa trừ xe nào là sung chế cái lục, sung chế cái xe nào lục rồi dig the hole, anh mít mà lục rồi sung chế cái sao cái cái rồi, thế là lăng chiến chỉ có lăng chiến cái cang bể qua tiền lên nhỉ, thế xe cái rồi, nhưng mà lỗ đông đó. Ở trong đời xưa ở bên Ấn Độ đó khi mà tử hình á thì người ta sẽ cho vôi dày có nghĩa là chôn cái người xuống đất phân nửa người thôi, rồi phân nửa người còn lại thì lò lên mặt đất thì cho vôi đạp cho chết. Rồi.
tati la tu zambala ya ta jebu dege ko ma sega tri chin tu zambala dene makbuyan dege ko sugu chega se na lu ane ta phane lang jen tri nyung guyore thì lúc đó phải đem cái ống nấm chôn xuống thì mới đem con voi lại đựng cho dày lên người ông đó đúng không? Đã lấy từ trong bà lăng chiên trên nhung từ trong bà là thế này dễ vừa để cái khép vào để chảo chiên bưởi khép vào để chảo chiên này kê cho chiên bưởi đã là thằng kia chả ăn xong mà đông bao nhiêu rồi đó khay nhau mà rồi lâu đó á đã lăng chiên nhau rồi về chả ăn nhau rồi về mặc quần nhau rồi về đã kê cho chiên bưởi thì lúc đó cái vị vua mới hỏi cái ông mà học giả đó hồi nãy ông nói đến không nghĩa là không có gì hết à, vậy bây giờ có con voi không, có ông không và có buôn lính hay không? Khi bắt được cái số rồi, ta yờ rồi làm, lăng chiên yờ rồi, ngã yờ rồi, mao bên yờ rồi, thằng mao yờ rồi, thằng gì, thì để chịu nó ngã xí cái rồi làm rồi, mao lăng chiên chịu. Thì cái ông học giả nó sợ lắm, nói có tôi, có con voi, có buôn lính thì sắp chết rồi sợ nữa. Dễ dàng à, đông bao nhiêu, sử dụng một thằng mao mẹ bắt được mà đấy, họ thì mà đấy. Khi bắt được cái đông bao nhiêu đấy, thằng mao mẹ bắt đấy, khăn này lập thôi yờ đấy, xem là nó xem thôi yờ mà đấy, xem đã khăn này khai ra đủ yờ. Cho nên nó đánh không nó mà nói rằng không có gì hết là không phải. Tại vì cái ông học giả đó nói ra miệng đánh không là không có gì hết, nhưng mà trong tâm của ông thì cho thì lại cho là có. Rồi à, không có gì đấy là mẹ bà để chuyên để xử mà ta, do đấy. Không có thể nói đánh không nghĩa là không có gì hết. Ồ, thắt không có gì sẽ là thắt cái chắc khả rồi sẽ thắt cái chắc lấy không có gì. Bây giờ nói đánh không thì nghĩa là gì? Rồi à, thắt đi nhiều thôi nó chưa có thể. Thông bố thuần đa của thuần này rồi ba, theoretically chỉ đang practically nhỉ, theoretically thông bao nhiêu rồi, chỉ đang practically thuần nhỉ nên ngồi chơi của tôi. Tánh không đó thì khi mà nói tới thì thứ nhất đó là nói về trên phương diện mà theoretically thanh nhân biểu cái năng mình sẽ học của mình xong, tại theoretically và practically nhỉ thuần rồi, thứ hai đó là trên phương diện lý thuyết và thứ nhì là trên phương diện thực hành. Rồi ba, ổn thế đấy. Tha thì hindu tham bala thang bút là tha chế sang thang thế theoretical đi là tha khẩn thế dùng cái practical đi hoàn mà sẽ được rồi ba, anh em nghe đột tư chỉ là cái rồi ba. Khi mà nói tới tánh không trên phương diện lý thuyết thì một chút nữa xuống đây chúng ta trong kinh nó sẽ nói, bây giờ ngài sẽ nói trước, giờ chúng ta sơ sơ. Rồi ba. Ta đột tư chỉ chế sang thang thế chung đến thế cái sau mình nó chế sang đột sẽ vui, bên ngã sam lu chung rồi ba, ngã sam bê sam lu chung rồi ba, ngã khawa to chế chế ta, ngã khawa yêu sao sam lu chỉ tan ta. Bây giờ chúng ta nói tôi, trong tâm ta gọi là chữ tôi, bản ngã này. Thằng nói cho cái ngã tôi đi, bảo ngã, ngã sẽ xâm lưu sử dụng của tôi à. Nên ngã khó, tôi trực dễ, tôi sử dụng nào. Bây giờ chúng ta nói tôi, chúng ta thử kiếm coi tôi ở đâu. Kiếm không. Thử chứ ta dù có chú ta, nghe xâm lưu tăng người là tôi dù có khó chú rồi. Chứ ta... Thử... When I, when we say the, I am thinking, where will we point? Khó chú chú rồi. Khi mà chúng ta nói tôi đang suy nghĩ, thì bây giờ chúng ta lấy ngón tay chúng ta chỉ thôi, tôi đang suy nghĩ ở đâu, cái tôi đang suy nghĩ đó, cái tôi mà đang suy nghĩ. Dù có khó chú cơ rồi. Vì lúc đó ngón tay chỉ vô đâu? Khó chú sao là dạ, tất thế chú cơ nè, ngã sẽ được dù khó chú cơ rồi. Khi nói chữ tôi thì quý vị lấy tay chỉ vô đâu? Sô sô là...